Xin chào tất cả các fan bóng đá chính hiệu của kênh Mr. Zero và mình là Yến Chi. Những tình huống trùng hợp đến khó tin trong bóng đá. Bóng đá là môn thể thao luôn mang lại những cảm xúc đặc biệt, những khoảnh khắc bóng đá bình thường khi trận đấu đang diễn ra. Bỗng một ngày nào đó, khi chú ý quan sát kỹ hơn, bạn sẽ phát hiện chúng có thể tạo thành hình ảnh đẹp hoàn hảo, trùng hợp đến mức kỳ diệu, khiến bạn vô cùng thích thú. Hãy cùng Mr. Zero điểm qua những tình huống trùng hợp đến khó tin trong bóng đá nhé. Nếu thấy video hay, đừng quên bấm nút like, share và subscribe cho channel của Mr. Zero. Năm 1898, nhà văn Morgan Robertson đã viết cuốn tiểu thuyết Futility để mô tả về con tàu Titan, một con tàu có kết cấu hùng vĩ, được mệnh danh là không thể đắm và vì thế mà thiếu xuồng cứu hộ. Và rồi sau đó, tàu chìm xuống ở Bắc Đại Tây Dương khi đâm phải một tảng băng trôi. 14 năm sau, kết cục của tàu Titan được lặp lại một lần nữa trong hiện thực bằng câu chuyện của tàu Titanic vào năm 1912. Thế giới chính là có nhiều chuyện trùng hợp khó giải thích như vậy. Thể thao, bản thân nó cũng là một thế giới thu nhỏ với những câu chuyện mà ta có thể bắt gặp đâu đó. Và riêng trong thế giới bóng đá, đôi lúc cũng có những hành động giống nhau diễn ra khiến người xem khó có thể tin vào mắt mình được. Mời các bạn cùng đến với những tình huống trùng hợp này nhé. Đây hoàn toàn là ngẫu nhiên, nhưng hành động kỳ quặc của Messi và Godin trong trận Argentina gặp Uruguay ở cúp bóng đá Nam Mỹ 2015 lại giống nhau đến từng cm. Hai người cùng lúc có những hành động rất giống nhau, cùng đi, dừng, cúi đầu và thở, khiến nhiều người cứ nghĩ họ đang diễn kịch trên sân. Ném biên đôi khi vì tranh thủ thời gian hoặc không kịp quan sát kỹ nên một pha ném biên lại được các cầu thủ tranh nhau thực hiện. Đơn cử như những tình huống này, các cầu thủ đã không hề chú ý mà ném biên cùng một lúc. Điều đáng chú ý là động tác và thời điểm thực hiện lại giống nhau, dẫn đến tình huống dở khóc dở cười là cầu thủ trong sân phải đón lấy hai quả bóng cùng một lúc. Trong các buổi tập, ngoài kỹ thuật đá bóng, các cầu thủ còn phải rèn luyện các pha tán ngã để có thể ăn vạ khi cần thiết. Có lẽ vì thế mà hai cầu thủ trong tình huống này có động tác và tư thế lộn nhào ăn ý đến như vậy. Hai anh chàng này đã không có sự thấu hiểu, hoặc cũng có thể là họ đều khao khát có được bàn thắng trong trận đấu. Có lẽ vì thế mà trong pha đá phạt hàng rào này, cả hai cùng ra chân trong một lúc. Đáng tiếc là cú sút đã đưa bóng đi chệch ra ngoài. Trận đấu giữa Nakhon Ratchasima và Buriram tại vòng 25 giải vô địch quốc gia Thái Lan, hai cầu thủ Kristada Hemwibat và Lindro Amsumkao bên phía Nakhon Ratchasima đã cùng nhau tái hiện siêu phẩm xe đạp đôi chống ngược. Từ đường chuyền của đồng đội từ bên cánh phải, họ đã cùng nhau ngã người thực hiện cú vô lê đẹp mắt tung lưới đối thủ. Với những ai là fan của tác phẩm truyện tranh Tsubasa Giấc mơ sân cỏ, hẳn sẽ cảm giác quen thuộc với bàn thắng này. Trong truyện tranh nổi tiếng Tsubasa của Nhật Bản đó, hai nhân vật Tsubasa và Misaki từng khiến người đọc say đắm với cú xe đạp chổng ngược như thế. Sau vòng 31 giải ngoại hạng Anh 2018, huấn luyện viên Klopp đã tuyên bố Salah đang trên hành trình vươn tới đẳng cấp của Messi khi chứng kiến siêu phẩm lừa bóng mà ngôi sao này tạo ra. Đó là bàn mở tỷ số trong chiến thắng 5 sao của Liverpool trước Watford. Sau động tác ngoặt bóng cực dẻo sở trường của Mohamed Salah, trung vệ lão làng của đội khách Bristol như khung gỗ đổ kèn xuống sân. Pha đi bóng kỹ thuật và dứt điểm thành bàn của Salah hẳn sẽ khiến bạn nhớ đến siêu phẩm mà Messi từng ghi vào lưới Bayern Munich ở bán kết Champions League mùa giải 2014-2015. Trong dòng chảy của lịch sử bóng đá, có không ít những bàn thắng với tình huống tương tự như vậy. Chẳng hạn như các pha làm bàn của hai cầu thủ Johan Larsson và Patrice Evra, Di Natale và Totti, Theo Walcott và Thierry Henry, hay của Gareth Bale và Cristiano Ronaldo. We'll be right back.
Ngoài ngoại hình đến kỹ năng chơi bóng, Messi và Maradona còn có những bàn thắng giống nhau kỳ lạ. Chính vì điều này mà thật dễ hiểu khi Messi được gọi là truyền nhân của Maradona. Có lẽ đó cũng là ngẫu nhiên, nhưng cú đánh đầu của Messi và Maradona thực sự chẳng khác gì mấy. Siêu phẩm của các cầu thủ Lucas Podolski và Gerard Graham cũng có tình huống giống nhau đến kinh ngạc. Bối cảnh và cách dứt điểm của Lucas Podolski trong trận đấu giữa Arsenal và Montpellier hồi tháng 11 năm 2012 và Jorge Graham trong cuộc đồng đội giữa Arsenal và Liverpool hoàn toàn là một bản sao. Có thể đây chính là những hình ảnh đại diện cho phép luân hồi của thời gian. Vừa rồi chính là những khoảnh khắc trùng hợp diễn ra trong các trận đấu bóng. Tình huống nào khiến bạn cảm giác thú vị nhất, hay bạn còn biết những tình huống nào hấp dẫn, hãy chia sẻ với chúng tôi qua một bình luận nhé. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại.